Giáo dục và Đào tạo với cấp mầm non và tiểu học, 63 trên 63 tỉnh thành đã có kế hoạch đón học sinh trở lại trường trong tháng 2 này. Và từ ngày 7 cho đến 14 tháng 2, có 53 trên 63 tỉnh đã quyết định cho học sinh mầm non và tiểu học đi học trở lại. Tại Hà Nội, từ ngày 21 tháng 2 tới đây sẽ cho học sinh tiểu học đi học trở lại. Tuy nhiên, địa phương có thời gian cho trẻ mầm non nghỉ học ở nhà lâu nhất đến nay là hơn 9 tháng, vẫn chưa có bất cứ quyết định nào về việc đi học trở lại với trẻ mầm non. Thời gian vàng để cho trẻ phát triển là 0 đến 6 tuổi. Đây là khoảng thời gian ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách của trẻ sau này. Tuy nhiên, trẻ mầm non ở Hà Nội đã có thời gian quá dài phải nghỉ ở nhà là điều thực sự lo lắng. Đúng là chúng ta cũng thấy rằng là cái việc đối với học sinh mầm non và học sinh tiểu học ấy, thì đây là một cái quả rất là khó khăn. Tất nhiên thì hiện nay chúng ta cũng chưa có được cái việc tiêm vaccine cho những cái đối tượng như này. Tuy nhiên thì về khuyến cáo của UNESCO hay của UNICEF thì đều cho thấy rằng là cái việc mà đưa trẻ hòa nhập vào trường học càng sớm thì nó sẽ càng tốt hơn. Các ý kiến cho rằng lợi ích của việc trẻ được đến trường lớn hơn nhiều so với cho trẻ ở nhà, trong khi người lớn đã đi làm và giao tiếp cộng đồng. Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở nhóm từ 0 đến 17 tuổi chỉ chiếm rất nhỏ, 0,42%. Bố mẹ các cháu đã trở lại công việc bình thường rồi, thì cái việc mà theo dõi chăm sóc các cháu sẽ bị khiếm khuyết. Và không đâu hết là trường học là cái nơi mà giúp đỡ cho cái việc chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục những cái kỹ năng xã hội cho các cháu. Thì đây là vấn đề mà theo tôi là vấn đề quan trọng hơn so với cái lo ngại về dịch bệnh. Với cái khuyến cáo của ngành y tế như vậy thì về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang chỉ đạo các địa phương cũng cần có cái kế hoạch khẩn trương và mạnh mẽ trong việc chuẩn bị đưa học sinh bậc mầm non và tiểu học đến trường với tinh thần có một cái sự đồng thuận, sự phối hợp, hỗ trợ của phụ huynh, học sinh. Tại Hà Nội, dự kiến từ ngày 21 tháng 2 tới đây sẽ cho học sinh tiểu học đi học trở lại. Nhưng nhiều phụ huynh băn khoăn về việc trường học không tổ chức bán trú. Nếu chỉ học nửa ngày, còn nửa ngày đón về sẽ ảnh hưởng đến công việc của phụ huynh. Ngành giáo dục đào tạo của chúng tôi sẽ đề xuất báo cáo với thành phố để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học sinh, đặc biệt là khối từ lớp 1 cho đến lớp 6, học bán trú được quay trở lại. Và với điều kiện là phải đảm bảo an toàn nhất cho các em học sinh. Liên quan đến vấn đề cho học sinh tiểu học trở lại trường nhưng không thực hiện ăn bán trú, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ làm việc với thành phố Hà Nội để giải quyết sớm vấn đề này. Thưa quý vị, một trong những việc được Thủ tướng Chính phủ đôn đốc quyết liệt sau kỳ nghỉ Tết là mở cửa cơ sở giáo dục để tất cả học sinh, sinh viên đi học trực tiếp trở lại, chậm nhất là vào ngày 14 tháng 2. Nội dung này được đề cập trong chỉ thị 01 về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 do Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành. Và đây cũng là lần thứ hai Thủ tướng chỉ đạo thực hiện về vấn đề này. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Y tế để lên kế hoạch và kiểm tra các địa phương, cơ sở giáo dục về việc đưa học sinh, sinh viên đi học trực tiếp gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Yêu cầu phấn đấu mở cửa trường học trước ngày 14 tháng 2, nắm bắt khó khăn vướng mắc trong việc dạy học trực tiếp để có biện pháp tháo gỡ theo thẩm quyền và đề xuất nếu vượt quá thẩm quyền. Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành, trong đó chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương trình Chính phủ ban hành chương trình tổng thể về phòng chống dịch bệnh giai đoạn 2022-2023, tập trung mua, tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì phối hợp cơ quan, địa phương, công bố lộ trình và triển khai thực hiện mở cửa lại du lịch, ngành giải trí văn hóa nghệ thuật, thể thao gắn với biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có phương án khắc phục hỗ trợ người lao động quay trở lại nơi làm việc, nhất là khu vực đang vào đà phục hồi, khôi phục và phát triển. Chỉ thị cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan như Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ cần đẩy nhanh tiến độ điều tra một số vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực Trung ương theo dõi, xử lý nghiêm những hành vi phạm tội liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, khẩn trương kết thúc các cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, kit xét nghiệm, phục vụ phòng chống dịch. Bộ Giao thông Vận tải cần đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các dự án một số đoạn đường bộ cao tốc trên các tuyến Bắc Nam, phía Đông giai đoạn 2017-2020, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Đặc biệt, Thủ tướng quán triệt tăng cường thanh tra chuyên ngành dự án đầu tư công để chấn chỉnh kịp thời sai phạm ngay từ đầu.
Hôm nay, ngày 8 Tết âm lịch, Thành phố Hồ Chí Minh đã đánh cổng khai trương phiên giao dịch đầu năm Nhâm Dần 2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố HOSE. Đây là hoạt động thường niên được HOSE tổ chức và năm nay thị trường chứng khoán được kỳ vọng là sẽ tiếp tục tăng trưởng với nhiều trợ lực đến từ các chính sách phục hồi kinh tế. Năm 2021, dù kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, nhưng năm qua, thành phố đã chứng kiến sự lớn mạnh của ngành tài chính, đặc biệt là chứng khoán với mức tăng trưởng ấn tượng. Chỉ số VN Index đã tăng 35,7% và nằm trong nhóm 10 thị trường tăng mạnh nhất thế giới. Thanh khoản thị trường diễn biến sôi động với bình quân 21.000 tỷ đồng một ngày, tăng 118% về khối lượng và 242% về giá trị. Vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt hơn 5,8 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 92% GDP cả nước. Trong năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Bộ Tài chính cũng đã đặt ra những nhiệm vụ để thị trường chứng khoán phát triển hơn. Đưa nhiều doanh nghiệp uy tín, thương hiệu, niêm yết trên thị trường. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát, xử lý các vi phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật thị trường. Thành phố sẽ tập trung hoàn thành đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế để thúc đẩy thị trường chứng khoán thành phố phát triển. Đảm bảo đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin KRX theo đúng tiến độ của dự án, đảm bảo vận hành thị trường một cách liên tục, hiệu quả, an toàn hệ thống và xuyên suốt về thông tin. Tập trung ổn định thị trường, tăng cường công tác giám sát, nâng cao chất lượng các thông tin niêm yết về quản trị, công bố thông tin, đảm bảo chất lượng, đảm bảo thị trường an toàn và minh bạch. Bộ Tài chính cũng đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam nghiên cứu thêm các sản phẩm tạo điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài dễ tiếp cận với thị trường chứng khoán Việt Nam, hướng thị trường chứng khoán đến gần với các tiêu chuẩn của thị trường cận biên mới nổi. Năm nay, thị trường chứng khoán được nhận định sẽ tiếp tục là kênh thu hút dòng tiền. Chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán từ năm 2021 và năm nay tôi nghĩ rằng là nền kinh tế chúng ta sẽ có những thứ được hưởng lợi, đặc biệt là những gói kích cầu của chính phủ và triển vọng của doanh nghiệp niêm yết thì làm ăn ngày càng tốt hơn. Tiêu chung lại, tôi nghĩ rằng thị trường chứng khoán năm nay chúng ta sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ và chính sách đầu tư công được phối hợp một cách rất là hợp lý thì tôi nghĩ rằng sắp tới cái nền kinh tế Việt Nam sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Bao gồm một chút thận trọng trong đó thì tôi nghĩ rằng VN Index sẽ dao động trong cái biên độ từ 1.700 điểm đến khoảng 1.800 điểm. Trong hai phiên giao dịch đầu tiên của năm mới, thị trường chứng khoán vẫn đang duy trì sắc xanh trong tâm lý phấn khởi của nhà đầu tư. Phiên giao dịch hôm qua, VN Index đã tăng 18,7 điểm. Còn trong phiên giao dịch hôm nay, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế. Chỉ số VN Index đã vượt ngưỡng 1.500 điểm. Bên cạnh việc thường trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ thì người lính đảo Trường Sa vẫn đón Tết rộn ràng và vui tươi như ở đất liền cùng với những người đồng chí, đồng đội và cả người dân sinh sống trên đảo. Ghi nhận về không khí đón năm mới của người lính đảo trong phóng sự sau đây. Lễ chào cờ vào dịp đầu năm mới được thực hiện nghiêm trang dưới cột mốc chủ quyền và lá cờ Tổ quốc. Trong khoảnh khắc thiêng liêng này, mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi người dân đều cảm thấy tự hào, nguyện vững chắc tay súng và đoàn kết để bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Tiếng lên, cùng tiếng lên, nước non Việt Nam ta vững bền. Là một người lính mới ra đảo, thì ngày hôm nay tôi đã hát với một tâm thế với tràn đầy sự nhiệt huyết của mình. Và khi tôi hát quốc ca tại vị trí chào cờ thì tôi càng cảm giác bài hát càng trở nên hào hùng và tôi càng cảm thấy thêm yêu thương đất nước. Đi lễ chùa đầu xuân là nét văn hóa của người Việt và ở Trường Sa cũng vậy. Những ngày đầu năm mới, chị Trang lại cùng hàng xóm và cán bộ chiến sĩ trên đảo đi lễ chùa. Trường Sa có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Đối với người dân trên đảo, đi lễ chùa đầu năm là dịp để gửi gắm mong ước về cuộc sống bình an, mưa thuận gió hòa để ngư dân vươn khơi bám biển. Đầu năm mới, chúng tôi cùng với gia đình và các cán bộ chiến sĩ trên đảo đi lễ chùa cầu nguyện cho mọi người đều được sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Tết là dịp hướng về gia đình, người thân. Đã là người con đất Việt, ai đi xa cũng nhớ về quê cha đất tổ. Song đối với người lính đảo thì xen giữa nỗi nhớ chính là niềm tự hào, vinh dự khi được gắn bó với đảo.
không khí vui xuân đón Tết ở Trường Sa thật rộn ràng, thắm đượm tình cảm máu thịt của quân và dân trên đảo. Thông qua các tiết mục giao lưu văn nghệ cây nhà lá vườn, thi đấu thể thao, rồi có cả trò chơi dân gian, tất cả đều mang đến một giá trị rất lớn về văn hóa tinh thần cho người lính đảo. Tuy đón Tết xa nhà nhưng tôi ở đây được vui chơi văn nghệ, giao lưu văn nghệ rồi. Được kêu co rồi nhảy bố rồi cảm thấy rất là vui và phấn khởi như cảm giác được ở nhà. Trình tổ chức thì đã thu hút động viên được đông đảo cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia nhiệt tình sôi nổi, bảo đảm cho cán bộ chiến sĩ là đón Tết vui vẻ, phấn khởi, góp vào hoàn thành tốt cái nhiệm vụ là sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Tết ở đảo cũng như trong đất liền. Song ngoài đảo thì đặc biệt hơn vì lúc nào cũng nghe được tiếng gió và tiếng sóng biển. Những âm thanh đó càng thôi thúc ý chí quyết tâm để những người lính đảo ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Chợ viền mua may bán rủi ở huyện Vụ Bản, Nam Định thu hút hàng vạn khách thập phương tới tham quan mỗi dịp đầu xuân năm mới đã phải tạm hoãn tổ chức do dịch Covid-19. Tuy nhiên do thói quen tín ngưỡng, vẫn có không ít người dân địa phương, du khách thập phương tập trung về khu vực tổ chức chợ viền hàng năm để du xuân và mong muốn mua được một chút may mắn vào đầu năm mới. Con đường chính dẫn vào chợ viền. Nếu như mọi năm, con đường này người đi lại đông nghịt, xe cộ tắc cứng, thì năm nay giao thông đã dễ thở hơn. Người bán thì ít, nên ở một vài gian hàng được phép bày bán, người mua phải tranh thủ mới sắm sửa được món hàng ưng ý. Là có 50.000 thôi. 40.000. Trả lấy lệ, trả lấy đi. Bốn lòng, đi chợ viện không trả tiền, mà không trả. Cảm ơn chú nhá, năm mới chúc chú mạnh khỏe nhá. Cảm ơn chú nhá. Anh đi mua được gì rồi ạ? Nói chung là cũng mua cái tâm linh một tí, muốn năm mới là có nhiều lộc lá để hết đối thu này. Nói chung là nếu mà nó có tổ chức những cái hội chợ hay là những ấy thì nó cũng làm cho dân kinh doanh được buôn bán tốt hơn. Chợ viềng Vụ Bản diễn ra từ đêm ngày 7 đến rạng sáng ngày 8 tháng 1 âm lịch hàng năm. Phiên chợ không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn thu hút lượng lớn du khách thập phương tới tham gia bởi những sắc thái văn hóa đầy giá trị nhân văn về đời sống tinh thần của cư dân nông nghiệp. Mặc dù cho dịch bệnh, thời tiết mưa lạnh, nhiều người vẫn đến chợ viềng chỉ để mua một cây hoa, cầu mong những điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình trong năm mới. Tốt, mặc dù là dịch rẽ là đang rất là nhiều, đang rất xảy ra lạnh nhưng là dân... người dân vẫn đến cái tâm lên chùa và đi mua để lấy một cái tín vật cái vật niềm tin để mà cả một năm may mắn sung túc. Năm mới chúc hai chị làm ăn phát đạt. Năm sau lại nhớ đến chỗ này em nhé. Chợ viềng này rất vui. Tuy lạnh và mưa nhưng mà tình cảm là rất là vui và anh em đi chơi là rất là tuyệt vời. Gọi là bán theo giá phải chăng để bọn em gọi là tán lộc đầu năm. Bọn em bán được càng nhiều cây giá rẻ thì bọn em lại càng nhiều lộc, lộc về mình và lộc về cho người ta. Chúng tôi đảm bảo về công tác an ninh trật tự, đảm bảo về công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo về công tác mà tai tệ nạn xã hội trên địa bàn. Thì đến thời điểm này thì so với mọi năm thì du khách là về có ít hơn vì do tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng cũng là đáng mừng để người dân người ta vẫn được về để thực hành về cái việc mà tâm linh đầu năm và cầu may, nhưng vẫn đảm bảo được cái phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuy không tổ chức chợ viềng, nhưng để đáp ứng nguyện vọng và truyền thống văn hóa tốt đẹp của nhân dân đi lễ đầu năm mới cầu bình an, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho các đền phủ, chùa, lăng trong quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Dày vẫn được đón du khách về tham quan lễ mẫu và thực hành các nghi lễ bình thường. Sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Phạm Bình Minh đã đến thăm và chúc Tết tại Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam. Phó Thủ tướng khẳng định đây là một trong những lực lượng quan trọng trong cứu nạn cũng như là bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia và cần thiết phải tập trung đầu tư để nâng cao năng lực cho lực lượng này. Lãnh đạo Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải cho biết, trong giai đoạn 2016-2021, lực lượng này đã xử lý hơn 3.200 vụ việc báo nạn, huy động tìm kiếm cứu nạn trực tiếp tại hiện trường 432 lần, cứu hỗ trợ 5.450 người bị nạn trên biển, trong đó có 215 người nước ngoài. Đặc biệt, lực lượng cứu nạn hàng hải đã thực hiện cứu nạn 68 vụ việc tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Riêng năm 2021,
trung tâm đã xử lý tổng cộng 373 vụ việc báo nạn, cứu, hỗ trợ 568 người bị nạn trên biển, trong đó có 32 người nước ngoài. Tuy vậy, hoạt động tìm kiếm cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn khi quản lý hơn 3.260 km chiều dài bờ biển với vùng biển rộng hơn 1 triệu km vuông, trong khi phương tiện cứu nạn đang thiếu và yếu. Đánh giá cao kết quả Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho rằng, bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển, Trung tâm còn mang trách nhiệm lớn lao là bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, tập trung đầu tư, tăng cường năng lực cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng này. Tăng cường xây dựng cái lực lượng cho tìm kiếm cứu nạn hay là các tàu chúng ta rất cần thiết. Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan chủ trì thì cũng nghiên cứu đề xuất các cái vấn đề là tăng cường cái năng lực, khả năng của lực lượng tàu cứu hộ cứu nạn. Ở đây chúng ta có trung tâm phối hợp cứu hộ thì có 7 tàu, nhưng đồng thời chúng ta có lực lượng của hải quân cũng tham gia cứu nạn và lực lượng cảnh sát biển cũng như kiểm ngư, cũng như là chúng ta cái nguồn lực của chúng ta cũng không phải là nhiều, nhưng chúng ta phải sử dụng một cách có hiệu quả, nhưng cần thiết đóng mới cái phần tàu để mà có tầm hoạt động vươn xa và đặc biệt là hỗ trợ cứu nạn là cũng rất cần thiết. Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và đoàn công tác của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đến thăm và chúc Tết tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Theo lãnh đạo bệnh viện, trong 9 ngày nghỉ Tết, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận hơn 100 trường hợp bệnh nhân đến khám, cấp cứu. Trong đó, 5-6 trường hợp liên quan đến tai nạn giao thông, 70% trong số đó phải nhập viện. Đặc biệt, tỷ lệ bệnh nhân tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu vẫn cao. Riêng ngày mùng 2 Tết, tỷ lệ ca tai nạn giao thông có cồn trong máu chiếm trên 32,7%. Phó Thủ tướng đã bày tỏ sự chăn trở khi tỷ lệ tai nạn giao thông do rượu bia vẫn còn cao và đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, giáo dục để người tham gia giao thông nâng cao nhận thức, không sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong chiều ngày 8 tháng 2, công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh đã có văn bản gửi đến các cơ quan liên quan, trong đó có Cục Thuế thành phố về việc xin bỏ cọc lô đất từ 3 đến 9 ở Thủ Thiêm. Đây cũng là đơn vị thứ hai xin bỏ cọc lô đất trúng đấu giá hơn 5.000 tỷ đồng ở Thủ Thiêm sau Tân Hoàng Minh. Theo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, trước đây doanh nghiệp này đã vượt qua 140 lượt gọi giá với 13 doanh nghiệp khác để trúng đấu giá lô đất với số tiền 5.026 tỷ đồng, gấp 6,9 lần so với giá khởi điểm. Trước đó ngày 6 tháng 1, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo gửi đến 4 doanh nghiệp trúng đấu giá bất động sản tại khu đô thị mới Thủ Thiêm phải đóng lệ phí trước bạ và 50% tiền sử dụng đất trong 30 ngày từ khi có thông báo, tức ngày 6 tháng 2. Số tiền sử dụng đất còn lại phải được nộp chậm nhất trong 90 ngày kể từ khi có thông báo, tức ngày 6 tháng 4. Tuy nhiên, đến chiều nay ngày 8 tháng 2, hệ thống quản lý của cơ quan thuế vẫn chưa nhận được tiền sử dụng đất của 3 doanh nghiệp còn lại trúng đấu giá đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Như vậy, đến nay đã có 2 doanh nghiệp xin bỏ cọc, đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đất đã trúng đấu giá tại Thủ Thiêm là Tân Hoàng Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh.